Mẹ có biết trẻ cần nhiều năng lượng cho cả ngày dài học tập và vận động. Mẹ luôn muốn tìm kiếm các sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng và năng lượng để không những giúp trẻ phát triển chiều cao, cân nặng mà còn cung cấp cho trẻ nguồn dưỡng chất cần thiết mỗi ngày. Sữa lúa mạch Netty Milo tiếp sức nhà vô địch nhí của mẹ với nguồn dinh dưỡng từ sữa, tăng cường nhờ công thức active co từ Thụy Sĩ, là sự kết hợp độc đáo của PZOTOMALT chiết xuất từ mầm lúa mạch cùng tổ hợp các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho trẻ được tiếp sức mỗi giờ ra chơi. Sữa lúa mạch Milo chắc chắn là sự lựa chọn không thể thiếu cho thực đơn năng lượng mỗi ngày dành cho nhà vô địch của mẹ. Sữa lúa mạch Milo đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng năng lượng, tăng cường chức năng cơ và hệ xương, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động thể chất và não bộ của trẻ. Hương vị thơm ngon trẻ yêu thích và giàu dinh dưỡng với sự hòa quyện của cacao, sữa và lúa mạch. Uống sữa lúa mạch Netty Milo mỗi ngày giúp bổ sung năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho trẻ năng động mỗi ngày. Xuất xứ Việt Nam Hạn sử dụng 8 tháng kể từ ngày sản xuất, thương hiệu, Milo, xuất xứ thương hiệu, Thụy Sĩ, nhu cầu khuyến nghị, sử dụng hai khẩu phần, 180ml Milo mỗi ngày cho trẻ từ 2 tuổi trở lên. Cách bảo quản, bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Cách sử dụng, lắc đều trước khi uống, dùng trực tiếp, ngon hơn khi uống lạnh, thành phần, nước, sữa, Miu 36, nước, sữa bột, bột quy từ sữa, chất béo sữa. BZOTOMALT 3,3, chiết xuất từ mầm lúa mạch, extract from mate 3, đường 3,3, dầu thực vật, bột cacao, siro glucose, các khoáng chất, zika phosphat, magnesium carbonate, sắt bisorbphosphat, các vitamin B3, D, B6, B2, chất nhũ hóa 322i, chiết xuất từ đậu nành, sojalehin, chất ổn định 407a, chất tạo ngọt tổng hợp, asulfam kali suker Jalu và Hương Vani tổng hợp. Lưu ý, không dùng cho người dị ứng với các thành phần của sản phẩm. Quy cách đóng gói: 12 lốc một thùng, 4 hộp một lốc, bao bì thay đổi tùy từng đợt nhập hàng. Các bạn mua hàng xem dưới phần mô tả video.